tay của Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Chúa đến để cứu vớt. Và tôi tin rằng đây là đời sống của mỗi người chúng ta, giàu tiếng Việt hay tiếng Anh, giàu lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nhưng mà trong đời sống chúng ta, trong hành trình đi theo Chúa, có những lúc chúng ta cũng hụt hẫng, có những lúc chúng ta phải cầm bàn tay của Chúa đưa ra để nắm lấy cuộc đời của chúng ta. So we welcome the special music here tonight. I'd like to dedicate a song as a prayer, if you can join with us. Prayer that God take us out to the deep end of the water. It could be things in our lives, our family, any things that need to challenge that, us to bring us to that next stage, to be closer to God. We're willing to take it. We'll pray that God will take us out. Because if we stay in the shallow water, we're not going to grow. We need to be in that deep end to be reliant on God, and to be in His embrace in order to grow in our faith. But we